Hello cả nhà, lại là Việt đây và rất là vui được quay trở lại với số thứ ba của series học tiếng Anh cùng Việt cùng mọi người Và ngày hôm nay thì chắc là không phải là một số để mọi người có thể thực sự đi vào kiến thức thực tiễn Nhưng nó cũng là một trong những cái nền tảng quan trọng vô cùng khi các bạn học tiếng Anh hay là bất kỳ một ngôn ngữ nào, đó chính là từ vựng để nói về từ vựng thì chắc cái clip này á nó sẽ cái video này nó sẽ không quá dài để mọi người có thể cảm thấy là áp lực cầm giấy bút để viết cái gì đó bởi vì cái clip này á là mình sẽ thách nốt cho mọi người 6 cái gạch đầu dòng để làm sao chúng ta có thể học từ vựng nhanh chóng hiệu quả dễ hiểu dễ nhớ và nạp vào trong trong người mình á một cách thật sự là thụ động và mình không cảm thấy quá áp lực về từ vựng nữa thì mình hãy bắt đầu nhá Cách đầu dòng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người về việc học từ vựng đó chính là thời gian. Mình muốn nói ở đây là thời gian mọi người học từ vựng, nếu càng nhiều thì tất nhiên là càng tốt rồi. Tuy nhiên là mình nghĩ là hai cái thời điểm mà mọi người có thể nạp vào trong cái trí não của mình từ vựng tốt nhất, dễ nhớ nhất. Mình chưa nói đến cái cách phát âm của mọi người là đúng hay chưa nhá, chỉ là nhớ mặt chữ, nhớ ý nghĩa của từ và cách dùng từ đấy như thế nào. Thì mọi người hãy cố gắng cố gắng là review những từ mọi người muốn học vào trước khi mọi người đi ngủ và bắt đầu buổi sáng khi thức dậy. Ví dụ, mọi người trước khi đi ngủ là mọi người xác định mọi người ngủ 12 giờ làm ơn cầm cái điện thoại hoặc cái tech nốt đấy vào lúc 12 giờ kém 10 để review lại tất cả các từ đó một lần nữa và sau khi sáng các bạn dậy. Việc đầu tiên các bạn làm không phải là đánh răng rửa mặt cũng không phải là cầm cái điện thoại để check email hay là check xem có người này người kia nhắn tin cho mình không cái việc rất quan trọng trong cái quá trình mình học tiếng anh phải là việc thức dậy mỗi ngày bằng những cụ từ vựng mà mình luyện từ tối hôm trước cho đến sáng ngày hôm sau mở mắt ra và cái việc này đã giúp cho Việt nạp được cho bản thân mình rất rất nhiều từ vựng Và đã có thời gian khi mà mình ôn thi IELTS Mình đã có thể học được 1.000 từ vựng trong vòng 2 tuần Tức là 500 từ trong một tuần à, Mỗi ngày mình học được khoảng 50 từ, 70 từ Thì mình nghĩ như thế cũng rất là nhiều rồi So với cả một người mà não con cá vàng như mình Và theo một nghiên cứu của CNN Health Thì cái não bộ của con người ấy hoạt động sự tốt nhất là sau khi mọi người nạp đủ năng lượng. À, cơ chế con người của mình nạp đủ những nguồn năng lượng sau một giấc ngủ thì khi thức dậy thì là lúc mà cái vốn kiến thức của mình nạp vào rất là nhanh. Ở đây thì mình đang nói về từ vựng còn về ngữ pháp thì các bạn cũng có thể học vào cái thời điểm đó. Nếu các bạn muốn học những cái cụm ngữ pháp nào nó thật là đặc biệt hãy cố gắng học hết vào cái lúc mà mình vừa ngủ dậy và review lại trước khi mình đi ngủ nhá. Việc thứ hai mình muốn nói ở đây thì chắc chắn là mọi người có thể là chưa bao giờ nghĩ tới Nhưng đây là cái cách rất là cá nhân của Việt để học từ vựng Và mình nghĩ là nó rất là tốt nha Đó chính là sự liên tưởng, sự sáng tạo trong não bộ của mình khi chạm tới từng từ vựng một Và khi mình nói về sự liên tưởng này Nó có thể là một sự vật sự việc xảy ra trong cuộc đời bạn Một con người nào đó liên quan tới bạn Một tình yêu nào đó đã xảy ra trong quá khứ Tình bạn hay tình yêu xảy ra trong quá khứ mà cái từ vựng đó nó miêu tả rất là rõ nét và mình khẳng định luôn khi mà bạn học một từ vựng và các bạn nghĩ đến một cái một cái sự liên tưởng nào đó về con người sự vật sự việc cảnh vật nào đó nó cực kỳ dễ nhớ các bạn ạ mình ví dụ cái từ nóng tính khi các bạn nói nó có thể là từ ở việt nam mình còn hay gọi là từ sồn sồn ấy thì nó có thể nói cái từ hot temper hoặc là quick temper thì mình hay nhớ đến chị minh tú siêu mẫu minh tú bởi vì cô ấy luôn luôn nói về cái 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 sự sồn sồn của cô ấy và mình không thể quên được cái cụ quick temper và và hot temper để dành cho những người nóng tính ngược lại thì chúng ta có từ even temper hoặc là từ Good temper là một người biết cân bằng cảm xúc Thì mình đã nghĩ đến ừ, um, Một người rất biết cân bằng cảm xúc là ai nhỉ? Chị Hồ Ngọc Hà thế mỗi lần mà mình nghĩ đến chị hồ ngọc hà mình sẽ nghĩ đến từ even temper à, hoặc là từ good temper và chị minh tú là từ hot temper à, có thể bây giờ chị minh tú còn là even temper rồi đúng không thì đó cũng là một cái cách mà các bạn liên quan liên tưởng đến rất là hay à, tới các nhân vật mà gắn liền tới cuộc sống của các bạn hay trí trí não của các bạn nhớ từ rất là nhanh với cả cái sự liên kết con người cảnh vật và những thứ liên quan tới cuộc sống của bạn với cái từ vựng đó Tip thứ ba nữa là không phải là dành cho việc là dễ nhớ từ vựng, mà cái tip thứ ba này là việc các bạn có thể nhân đôi số lượng từ vựng mà các bạn nhớ dựa vào một từ các bạn đã học được. À, khi mà các bạn học các cái từ vựng ấy, đừng chỉ học khi mà các bạn thấy một từ mới các bạn ghi vào từ believe là từ tin tưởng, các bạn đừng chỉ ghi từ tin tưởng, các bạn hãy ghi ra dạng động từ của nó, dạng danh từ của nó, dạng trạng từ của nó trạng từ thì thêm đuôi ly rồi dạng tính từ của nó từ trái nghĩa với nó và từ đồng nghĩa với nó và mình cũng sẽ lấy luôn một cái ví dụ mình vừa nói là từ believe nó ở dạng động từ đúng không vậy thì mình sẽ có từ believe viết cách khác nhưng đọc vẫn là believe ở dạng danh từ và từ believable rất là đáng tin chính là dạng tính từ của nó dạng trạng từ của nó believably từ trái nghĩa với nó disbelief sự hoài nghi và từ đồng nghĩa với nó trust belief trust vậy là các bạn học được gần chục từ dựa vào một từ các bạn nhìn thấy rồi và cái cách này thì đã giúp cho mình ôn luyện rất là tốt và nhân lên rất là nhiều những cái từ khối lượng từ vựng mà mình đã học trong quá trình mình kiểm tra khối lượng từ vựng của mình gạch đầu dòng thứ tư mà mình muốn chia sẻ đến các bạn ấy là Vừa rồi mình có nói về việc là các bạn có thể nhân lên khối từ vựng của các bạn dựa vào việc tìm ra danh từ tính từ trái nghĩa đồng nghĩa như vậy á thì nó rất dễ để mình dễ nhớ và nạp vào trong mình những từ vựng mà nó liên quan tới một từ nhưng nó lại là nhiều từ khác nhau. Nó sẽ là một cái cách rất tốt để các bạn phát triển khối lượng từ vựng của mình. Tuy nhiên thì ở gạch đầu dòng thứ tư đề ra một khối lượng từ vựng phù hợp với bản thân Bởi vì sao khi các bạn học một khối lượng từ vựng nó quá lớn Cho dù các bạn cố nạp 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 vào ấy Rồi nó cũng rơi vãi và nó quên đi Cho nên là thà là mình ăn chắc mặc bền bằng cách rằng Mình học thật là kỹ các cái từ đó với khối lượng thời gian cho phép Và cái khối lượng dung nạp của trí não mình cho phép Thì mình nghĩ nó vẫn hiệu quả hơn là các bạn cố ăn cố ăn thật là nhiều từ vựng rồi mình nôn ra mình chớ ra bởi vì mình không dung nạp được thì nó lãng phí công sức thế thì tại vì sao mình mới nói rằng là nó tùy thuộc mỗi người khi mà cả một ngày các bạn chỉ có cái thời gian để dành cho việc học tiếng anh thôi thì nó sẽ khác với một người mà phải dành thời gian cho chồng cho con cho công việc cho tình yêu cho bạn bè thì mình phải thực sự cân nhắc về cái việc rằng là khối lượng từ vựng nào sẽ phù hợp cho mình 10 từ cũng được, 5 từ cũng được Nhưng nó phải có tiến độ rõ ràng và phù hợp với bản thân à, Và cá nhân Việt thì Việt nghĩ là mỗi ngày khoảng 20 đến 30 từ với một người lớn Và 50 đến 70 từ với một cái bạn mà đang tập trung hoàn toàn cho việc đi học ấy Là một cái khối lượng phù hợp nhất Gạch đầu dòng số 5 Nhanh quá, đã đi đến số 5 rồi à, Đó chính là Tiếp cận từ vựng bằng hình ảnh mọi lúc mọi nơi ở đây mình có nói là hình ảnh nhưng thực ra chúng ta cũng phải viết ra nhé hãy viết lên tờ giấy nốt và dán quanh những cái khu vực dán quanh những cái khu vực mà bạn có thể tiếp xúc mình ví dụ là tủ quần áo này cái tivi này trước đầu giường này hoặc là tủ lạnh hãy viết ra và các bạn sẽ vô tình nhìn thấy nó một vài lần trong ngày nó sẽ dung nạp vào trong đầu mình một cách vô thức Thực sự đây là một cái cách mà hồi bé mình đã làm Khi mà mình cực kỳ lười và mình không nghĩ rằng Ví dụ như là những cái từ như Tablet uh, Draft uh, Pillow uh, CD Television, radio Vân vân và vân vân Mình đã ghi nó ra và dán vào chính những cái thứ Mà mình vừa nói Đó là chăn, gối, màn, tivi, tủ lạnh Thì mình ghi ra và mình dán vào đấy uh, Sau đó là mình cũng ghi ra những từ vựng mà nó không liên quan đến đồ vật nhưng mà viết viết thật là to nhá để nó đập vào mắt mình trên cái cánh cửa sổ và trên cái cánh cửa ra vào trong phòng riêng của mình khi mà mình đi du học ấy chẳng hiểu sao không cần học nó cũng nạp vào đầu có phải là tự nhiên ngư ông đắc lợi đúng không mọi người hãy cố gắng hãy cố gắng thuần thục bản thân bằng cách là thuần thục những cái từ vựng để nạp vào bản thân bằng cách là cho nó cơ hội được gặp mình thật là nhiều vô thức hay là cố ý và gạch đầu dòng cuối cùng gọi là cách cũng như là tips cuối cùng mình muốn gửi đến mọi người á, đó. đó chính là thực hành trong những câu nói hàng ngày. Mình biết rằng việc học từ vựng và việc đặt câu ấy đôi khi nó sẽ hơi khó cho các bạn khi cái ngữ pháp của mình nó chưa thực sự là cải thiện hoặc là mình đang ở lớp căn bản. Tuy nhiên, đặt câu ở đây không phải là mình làm quá lên là một cái câu nó quá là phức tạp hay là quá là rối rắm để bản thân mình cảm thấy khó chịu hoặc là gian nan Vậy thì đối với mình ấy, cái việc đặt câu nó chỉ đơn giản là chủ ngữ cộng với động từ Chủ ngữ cộng động từ to be cộng với tính từ Cứ công thức đấy mà làm để đặt câu Và nó sẽ nhớ rất là dễ Chứ càng làm phức tạp lên thì càng khó nhớ Ví dụ như là từ từ fashionable Thì mình nghĩ về ai rất là fashionable Chị Thanh Hằng chẳng hạn đúng không? Mình ví dụ là Miss Thanh Hằng is fashionable một cái câu rất đơn giản gồm có chủ ngữ động từ to be và tính từ học cái từ fashionable này là một người rất có gu thời trang, rất có thẩm mỹ thời trang. Và cái từ fashionable này nó chỉ cần đi liền với một người nào đấy mà ảnh hưởng trực tiếp có cái tính đấy trong cuộc sống mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình ấy thì mình sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều. Vậy là cái video ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây và mình hy vọng với sáu cái tips rất là ngắn thôi nó sẽ có thể phần nào giúp các bạn trong chặng đường học từ vựng Mình có đọc ở trên Google, mình có search ra Thì là khả năng các bạn đến với trình độ C2 là trình độ cao nhất trong tiếng Anh Bằng 8.000 từ vựng Vậy thì mọi người hãy cố gắng xây cái tủ từ vựng của mình Nó nới ra hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày Bằng cách là mỗi ngày tiết kiệm một chút, tiết kiệm một chút Thời gian, công sức, trí tuệ của mình Bỏ vào trong cái tủ từ vựng đó để một ngày Nó có 8.000 mà thậm chí là 10.000, 12.000 thì sao hãy đồng hành cùng việt trong cái hành trình này và cũng có thể gửi thư hay là hỏi việt qua um, Instagram nguyễn hoàng gạch dưới tuấn việt à, và việt luôn ở đây và đồng hành với mọi người trong chặng đường học tiếng anh cùng việt nhé cảm ơn và hẹn gặp lại